có bờ biển dài hơn 300 km và vùng biển rộng trên 100.000 km2, lại nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bà Rịa Vũng Tàu giữ vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh trong thế trận phòng thủ trên hướng biển quân khu 7. Với chủ trương phát triển lực lượng dân quân biển, tháng 4 năm 2021, Hải đội Dân quân Thường trực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính thức được thành lập. Đến nay, tổng số dân quân tự vệ biển chiếm khoảng 2% số dân quân tự vệ toàn tỉnh. Nhiệm vụ chủ yếu của hải đội là vừa trực tiếp khai thác hải sản, vừa nắm chắc tình hình trên biển, đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, phòng chống tội phạm, bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tham gia phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển, giúp ngư dân gắn lao động sản xuất, phát triển kinh tế với giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Việc huấn luyện cho lực lượng này hàng năm được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nghiêm túc thành nhiều đợt. Đây là một buổi huấn luyện lực lượng dân quân biển tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo. Công tác tổ chức chặt chẽ, diễn ra thường xuyên nghiêm túc. Nội dung huấn luyện sát đặc điểm nhiệm vụ, địa bàn, phân đoạn huấn luyện giúp các chiến sĩ nắm chắc và thuần thục động tác cá nhân, cách hiệp đồng trong tổ và tiểu đội, trung đội. Đề nghị bà con đừng nghe lời xúi dục của kẻ xấu mà có những hành vi vi phạm pháp luật. Cuối mỗi buổi huấn luyện, các chiến sĩ dân quân được đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng toàn lực lượng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể của địa phương và các khu dân cư để làm tốt công tác là động viên, vận động. Khi tham gia huấn luyện thì tất cả anh em dự bị động viên cũng như dân quân tự vệ ở đây tham gia rất đầy đủ. Còn về cơ sở vật chất thì chúng tôi vừa huấn luyện thường trực, nhưng về dân quân thì cũng được sự quan tâm của trên. Cho nên chúng tôi là huấn luyện là rất là sâu về cái nội dung này. Ở huyện Long Điền, công tác huấn luyện dân quân nói chung và dân quân biển nói riêng cũng được Ban Chỉ huy Quân sự huyện chú trọng. Từ việc tổ chức hội nghị, triển khai nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ, hiệp đồng phương án huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đến công tác chuẩn bị và thực hành đều được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự. Còn tại thành phố Vũng Tàu, với đặc thù bờ biển dài, nhiều cảng, bến thủy nội địa và khu du lịch, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng chú trọng xây dựng lực lượng dân quân biển cả về số lượng và chất lượng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho dân quân biển, xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Hàng năm thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu đã chủ động tích cực tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương, trong đó tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn vững mạnh, rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để triển khai hiệu quả, cơ quan quân sự cùng chính quyền địa phương đến tận nhà thăm, động viên, tặng quà gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình ăn sáng cùng ngư dân ở các huyện ven biển nhằm kịp thời trao đổi về tình hình an ninh trật tự trên biển, giải đáp những khó khăn vướng mắc với các chủ phương tiện tàu thuyền, giúp ngư dân yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng chủ động phối hợp với các đơn vị khác như Vùng 2 Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, tập huấn cho dân quân về quy định khoảng cách giữa các tàu trong trung đội, tiểu đội, chiến thuật cơ động trên biển, kỹ thuật tìm kiếm cứu nạn trên biển, thao tác vận hành máy bảo quản cá. Chính công tác phối hợp huấn luyện đã góp phần cho các chiến sĩ Hải đội Dân quân Thường trực thêm vững vàng bản lĩnh, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Ở địa phương của chúng tôi thì cơ quan lực lượng vũ trang của huyện cũng như là đồn biên phòng Phước Tỉnh cũng đã thường xuyên phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện các cái loại hình để động viên người dân, ngư dân của địa phương. Cụ thể thì trong cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã phối hợp với nhau tổ chức tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong cái việc khai thác và bảo vệ ngư trường cũng như là bảo vệ là biển đảo của quê hương. Phát huy vai trò hiệu quả của lực lượng dân quân tự vệ biển, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị địa phương ven biển tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự cho dân quân tự vệ biển theo phương châm cơ bản, thiết thực, hiệu quả, đúng kế hoạch đã xác định, phù hợp với thực tế nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm chế độ chính sách theo quy định,
đồng thời tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí phụ cấp cho lực lượng này. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên sông biển, trực tiếp là bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Cùng với các lực lượng dùng hai hải quân, cảnh sát biển 3, Bộ Chỉ huy sư tỉnh đã xây dựng các huyện ven biển và các xã ven biển có lực lượng tự vệ biển. Và đặc biệt là đã xây dựng một hải đội dân quân thường trực để phối hợp với các lực lượng khác sẵn sàng làm nhiệm vụ trên biển và gắn với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, lực lượng dân quân biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang phát triển ngày càng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình lực lượng vũ trang địa phương, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn, hỗ trợ phát triển an sinh xã hội, củng cố khu vực phòng thủ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng vững chắc.